chào các bạn, mình tên là Thiên Kim. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm một món kem lắc xiêm nhanh. Thì một món này chúng ta cần có hộp nhựa và đá bi và muối hộp và bình ni lông và thùng và muỗng và than và nước trái cây. Các bạn có thể sử dụng nước trái cây, nước nho, nước táo và nước dưa hấu. Còn mình thì đang sử dụng nước cam. Và mấy bạn cùng làm theo mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái bịch ni lông. Sau đó chúng ta sẽ đổ nước cam vào. Chúc các bạn thành công làm những món kem lắc siêu nhanh này nha.